kéo giãn xương sống ra bằng cách là đưa gót chân về phía trước và hai mũi chân thì hướng về phía mặt. Đây, với tư canh như thế này và hai tay thì để lên bên trên đầu nhưng mà không được để nằm lên trên, không được để dưới đầu bởi vì khi bạn quay thì sẽ tay nó sẽ sát xuống dưới sàn thì sẽ đau tay, mà gần như là để ngang với tay để một cách tự do. Tôi bắt đầu tập động tác. Các bạn chú ý là mặt luôn luôn hướng lên phía trên nền trần nhà, không được thay đổi cái vị trí của mặt mà chỉ thay đổi cái cổ thôi, đây nhìn, khi mà đưa chân sang bên phải thì cái cổ của mình cũng đưa cái đầu sang bên phải. Như con cá vàng nó vẫy đuôi để nó bơi đi. Nhớ là khi ta làm như thế này thì cái mông làm trụ. Bạn có thể để một cái gì trơn trơn lên trên đầu để cho nó không bị vướng tóc, tóc nó không bị sát vào đầu chiếu để làm cho nó dễ, để một cái túi bao cũng một cái. Thì tôi đã làm quen rồi thì tôi có thể làm hàng nghìn cái, và sau khi làm thì người nó cứ nhẹ tõn cái phần bị thoái hóa ở cái đốt xương sống ở cổ và ở ngang thắt lưng là rất dễ chịu. Khi mới tập thì bạn chỉ cần làm 20 động tác thì bạn đã thấy mệt hoài, và nhớ là không cần phải đưa sang hai bên quá nhiều, khi đưa sang quá nhiều thì bạn sẽ bị đau sườn. Đưa vào cái thằng chân này để cho người ta nhìn thấy cái mũi chân của chị. Khi tập thì chúng ta có thể nhắm mắt và để toàn tâm toàn ý vào động tác, không bị tác động ở bên ngoài thì tác dụng của nó tốt hơn nhiều. Tất cả các bài tập, tất cả các động tác thì đều nên đưa tâm trở về zero. Còn đầu mà cứ nghĩ loạn xạ thì nó không được, nó cũng cái kết quả nó không tốt, tí nào.